thì cũng buồn một chút nhưng mà chắc không sao đâu, tại vì hạn chế thì sẽ tốt một chút, tại dù sao thì nếu như mà sau này hết dịch thì mình làm lại cũng được. Dạ thôi. Cũng có hạn chế, vui chơi của các bé hơi hạn chế nhiều hơn. Dạ, đối với thiếu nhi chúng em thì giảm kinh phí, nhìn nó không có được hoành tráng như mọi năm á, thì nó rất là hụt hẫng, nhưng mà vì dịch bệnh thì chúng ta cũng nên tiết chế lại và để cho những cái dịp khác thì nó cũng rất là ý nghĩa. Thì em thấy nó không có xôn xao như mọi năm, cũng là động vui chơi này nọ, kiểu như tụ tập, ít tụ tập được, bạn bè này nọ. Theo chú thì nói chung cái mà mình cầu nguyện để xin ơn Chúa là quan trọng hơn. Chứ còn cái mà xây dựng những cái hang đá thì nó chỉ là cái hình thức thôi. Cái quan trọng là cái tâm của mình hướng về Chúa.